sơn tinh, thủy tinh. Tương truyền rằng đời vua Hùng thứ 18, nhà vua có một cô con gái tên là Mỹ Nương, nết na xinh đẹp, đã đến tuổi lấy chồng. Vua Hùng bèn cho treo yết thị kén phò mã ngoài cổng kinh thành. Sáng sớm hôm sau, có một chàng trai thân hình vạm vỡ, vẻ mặt hiền hậu, ánh mắt sáng ngời, xin yết kiến. Chàng giới thiệu mình là Sơn Tinh, người vùng núi Ba Vì, cai quản núi rừng và nghề canh nông. Sơn Tinh vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh buốt bất ngờ ảo tới. Liền sau đó, một người có nước da xanh xám, vẻ mặt dữ tợn xuất hiện, giới thiệu mình là Thủy Tinh, có nhiều phép thuật, là kẻ cai quản thủy cung. Nhìn hai kẻ oai phong lẫm liệt, vua Hùng liền phán: ta biết cả hai người đều tài ba lỗi lạc, nhưng ta chỉ có một người con gái. Vậy ta hẹn đến rạng sáng ngày mai, ai mang lễ vật tới trước, ta sẽ gả con gái cho. Thủy Tinh nhanh nhỏ hỏi: đức vua cần lễ vật gì ạ? Vua Hùng thủng thẳng đáp: voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, ta chỉ cần mấy thứ ấy thôi. Thủy Tinh vội lạnh vua. Một cơn gió lạnh lại ảo tới, cuốn Thủy Tinh cưỡi sóng về đốc thúc thủy quái, thủy quân đi tìm lễ vật. Chàng Sơn Tinh cũng lạy vua rồi bay về bản làng, được muôn dân giúp sức. Ngay hôm đó, Sơn Tinh đã có đủ lễ vật mà vua yêu cầu. Hôm sau, mặt trời vừa lên đỉnh Ngọ Môn, Sơn Tinh đã đưa voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao đến dâng lên vua. Vua Hùng ưng lắm, liền cho Sơn Tinh đón Mỹ Nương đi. Sơn Tinh cảm tạ nhà vua, rồi cầm tay Mỹ Nương cưỡi mây bay về núi. Sơn Tinh vừa đi khỏi thì Thủy Tinh đem cá voi 9 vây, cá ngựa 9 đầu, cua hồng 9 càng đến dâng lên vua. Nhìn lễ vật, vua Hùng nói: lễ vật của người cũng quý, nhưng tiếc là người đến sau nên ta đã gả Mỹ Nương cho Sơn Tinh rồi. Thủy Tinh tức giận cầm lên, hú gió gọi mưa, đuổi theo Sơn Tinh. Đến nơi, Thủy Tinh cùng lũ thủy quái dâng nước lên cao, tạo sóng dữ, hòng cướp lại Mỹ Nương. Tinh dâng nước cao đến đâu, Sơn Tinh và dân làng phải đắp đất đá cho núi cao hơn đến đó. Nhìn lũ thủy quái buôn tay rú rượi trước dãy núi cao, Tinh gầm lên: Sơn Tinh, ta thua ngươi thế này, nhưng ta thề sẽ năm năm đánh đen đời đời báo oán. Từ đó, hầu như năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước lên, nhưng nước dâng cao đến mấy cũng chỉ đến chân núi Tả Thiên, vì núi đó do Sơn Tinh đắp lên ngăn lũ. Cũng từ đó, dân gian gọi Sơn Tinh là Thánh Tản Viên. Câu chuyện trên mang màu sắc huyền thoại, kể lại những năm tháng xa xưa, dân tộc Việt đã biết đoàn kết chung sức, chế ngự thiên nhiên, bảo vệ làng xóm, bảo vệ mùa màng.